Ok, chào anh em. Bữa nay mình sẽ xách cái con máy cắt cỏ Mitsubishi tên là Hamba đi cắt những cái loại cỏ vườn ven đường như là lau sậy đồ này kia. Thì anh em ở trên clip anh em có thể thấy là chỉ cần mình để là chưa được 1/2 ga, chỉ là gan ti nó nhóng lên chút xíu thôi anh em, đâu đó tầm khoảng 1/4 ga thôi, tức là khoảng 25% mức ga thôi là đã cắt được những cái loại cỏ mà anh em có thể thấy là lau sậy, có khi là nó cao quá đầu người mình luôn. Thì cắt rất là ngọt nha nè. Thì hiện tại là mình đang sử dụng là cái lưỡi dao chém hình chữ nhật, thì đây là cái lưỡi mà thông dụng nhất để mình cắt. Thì cái loại lưỡi này thì nhiều người có thể là sợ, nhưng mà cũng khi mà mình đã cắt quen rồi đó thì cái loại lưỡi này nó lại phát huy hiệu quả cắt rất là ok. Thậm chí là mình cắt ru đá hoặc là những cái cây gỗ cứng thì nó vẫn là chặt đứt được mấy cái loại cây cứng luôn nha nè. Đó. Thì khi mà mình đã cắt được cái kỹ năng rồi đó thì mình xài loại này thì khá là ok. Còn với những cái loại cỏ này đó thì mình vẫn có thể sử dụng dây cước, hoặc là nếu mà anh em muốn mà cắt nó đều cỏ đó thì mình sử dụng cái lưỡi chọn thì nó cũng ok luôn đó. Chỉ cần là 1/4 ga thôi chứ không bằng nửa ga đâu. Thì với một cái bình xăng mà để cắt cái này thì mình nghĩ là chắc cỡ cây số cũng chưa hết bình xăng này nha nè. Cái tua máy nó không cao, cái ga nó không nhiều, thì mình cứ chạy lai gai, mình cứ cắt qua cắt lại thôi thì nó sẽ rất là sớm xong công việc của mình ha. Đấy, thì bữa nay mình rảnh nên là xách cái máy cắt cỏ cắt luôn cho anh em thực tế để cho anh em xem, để nhiều anh em còn nghi ngờ cái dòng mà 23cc. Nhiều anh em bảo là nghe mấy thằng hàng xóm bảo là cắt yếu đồ này kia này nọ, thì mình test lên thực tế cho anh em có thể nghe cái tiếng ga đó, nó không có cao ha, rất là nhỏ, tiếng ga lên nhẹ chút xíu thôi là đã cắt cỏ mướt rượt rồi. Đó, thì anh em có thể thấy là nó cắt được mọi loại cỏ, kể cả mấy cái dây leo hoặc là mấy cái tàu lá chuối, thậm chí là nếu mà mình đưa từ ngoài vô mà mình cố ý đó thì có thể hạ được luôn cái cây chuối nha anh em, một cái bù chuối là có thể hạ được bình thường. Ở đây là những cái loại cỏ mà cực kỳ phổ biến và đa số anh em mua máy cắt cỏ về là đều phát cái loại cỏ như thế này. Đó, anh em có thể thấy là nguyên cái dàn dây leo ở phía trước là cắt rất là ngọt, kể cả mấy cái cây chuối mà chuối bự cắt nhẹ nhàng luôn.
Thì một khi mà anh em đã cắt cỏ quen rồi đó, thì mình sẽ định hình được cái địa thế, cái địa hình để mình cắt, và mình thấy cái chỗ nào mà nó cứng, hoặc là nếu mà có lỡ mà nó đưa vô những cái gỗ mà lớn á, gọi là cái cây gỗ luôn đó, thì khoảng tầm ngón chân cái trở lại đó, thì nó có thể là cái với cái dòng tua máy như vậy là nó có thể cắt đứt luôn, rất là ngọt. Đây là cái khúc mà mình cắt ở phía dưới này, là cái dây leo nó khá là nhiều luôn nè, mấy cái gỗ mà thằng gỗ mà từ khoảng ngón chân cái cho tới ngón tay cái đó là rất là nhiều ở dưới này luôn. Anh em nghe cái tiếng mà nó sẻn 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 đó, là cái tiếng mà nó chặt luôn đó. Nó chặt luôn cái lò gỗ đó luôn, chứ không còn là cỏ nữa, nó tức là nó cắt luôn cái gỗ luôn nha. Đó, rất là tiện. Còn nếu mà anh em sử dụng mà cái lưỡi tròn luôn á, thì nó cưa nó còn hiệu quả hơn nữa. Thì bữa nay đây là một cái clip mà review đánh giá, nói chung là thì mình chuyên về bán cắt cỏ hơn là mình chuyên đi cắt cỏ nha anh em. Năm bữa 10 thì mình mới xách máy cắt cỏ đi, có khi cả năm mình mới xách cái cắt cỏ đi làm cái clip cho anh em quay như thế này. Thường là mình bán máy cắt cỏ thì mình chỉ có dịp mà mấy cái việc thông minh đồ này kia đó, thì mình cũng mới xách đi để cắt thôi, hoặc nhiều khi cho lính cắt hoặc là người nhà cắt thôi, chứ mình cũng ít khi nào mà mình cắt. Nhưng mà khi mà mình bán đã nhiều rồi thì mình vẫn có cái kỹ năng cắt nó an toàn, bây giờ nó kỹ thuật nó chính xác nha nè. Đó, thì đó, đây là một cái clip để cho anh em thấy cắt thực tế một cái máy khoảng tầm 23cc thì nó đã cắt dư công suất như thế nào rồi. Để hơi nhiều anh em cứ tối ngày đi cắt ba cái cỏ lặt vặt ở đây mà cứ đòi cái nằm 40 ly, máy phải to, máy phải bự, giác lên thì muốn xỉu người luôn, ăn xăng thì uống xăng như uống bia. Còn trong khi xài mà những cái dòng 23cc này thì nó cực kỳ nhẹ, mà nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, lại rất là rẻ, chi phí đầu tư nó không cao, mà anh em xài thì cực kỳ bền, rất là hiệu quả luôn nha. Thì mong hy vọng là cái video clip này nó sẽ giúp ích cho anh em có cái nhìn thực tế và tổng quan về cái công suất của máy cắt cỏ, để mình lựa chọn những cái dòng máy cắt cỏ nó thực sự là phù hợp với cái mục đích của mình ha. Rồi, thân chào video anh em ha. Nếu hay hay hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi, và bấm nút like để cho mình có nhiều động lực làm nhiều video clip hơn nữa, thực tế hơn nữa để cho anh em theo dõi ha.